Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có một số nội dung chính như sau. Thưa quý vị, trong tuần qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong quý 3 năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Công an tỉnh và công an các địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, không để bị động bất ngờ. Qua đó, an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm hình sự được kéo giảm, không để xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm mạnh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy được bảo đảm an toàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý 3 năm 2020, dự thảo quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tham luận thảo luận về phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong quý 3 năm 2020. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh những biện pháp, giải pháp, kế hoạch công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác và nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo công tác công an năm 2021. Thưa quý vị, trong hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 năm 2020 vừa qua, Công an tỉnh đã đánh giá tổng kết công tác thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và sơ kết 6 tháng về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác công an quý 3 năm 2020 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch số 1494 của Công an tỉnh từ ngày 15 tháng 7 đến 14 tháng 9. Kết quả các mặt công tác đều đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra như tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội vượt 6%, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, số vụ ma túy bắt khởi tố vượt 4%, số vụ vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện giải quyết vượt 37,5%, công tác bắt vận động đối tượng truy nã vượt 26,9%. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các lực lượng đã vận động thu hồi được gần 300 dao, lê, mã tấu tự chế, thu gom 44 khẩu súng các loại, phát hiện bắt giữ 26 vụ với 26 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Công tác cấp giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiểm tra cơ sở doanh nghiệp về công tác phòng ngừa rủi ro được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu chính quyền các địa phương, triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tùy theo tình hình từng địa bàn, tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phối hợp với các sở ban ngành, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ra soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an tỉnh đã đề ra đầu năm 2020. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi bẻ trộm gương xe ô tô liên huyện. Trong số này, có một đối tượng chỉ mới 15 tuổi, một đối tượng là nữ, một đối tượng đang có lệnh truy nã của cơ quan công an. Đặc biệt, tất cả các đối tượng đều nghiện ma túy.
lúc 16:30 ngày 6 tháng 10, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Loan, 18 tuổi, trú tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, và Nguyễn Phương Nam, tên thường gọi Bin, 19 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cùng 7 gương xe ô tô các loại tại một tiệm bán phụ kiện ô tô trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Lê Hữu Nghĩa, tên thường gọi Kiệt, 18 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, chỗ ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, cầm đầu, cùng một số đối tượng khác thực hiện nhiều vụ bẻ gương ô tô tại huyện Đất Đỏ và Long Điền trong thời gian qua. Từ kết quả trên, cơ quan công an tiếp tục triệu tập đối tượng Nghĩa và Nguyễn Văn Hiếu, tên thường gọi Be, 29 tuổi, Nguyễn Thanh Nhân, 28 tuổi, cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Nguyễn Trương Quy Ca, tên thường gọi Ken, 15 tuổi, trú tại huyện Long Điền, đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản, gồm 21 gương xe ô tô, sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Quá trình xác minh mở rộng, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Phương Nam là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Điền ra quyết định truy nã số 06 ngày 8 tháng 7 năm 2020 về tội trộm cắp tài sản. Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Phạm Văn Thành, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng truy nã về tội giết người và di lý từ Cà Mau về Bà Rịa Vũng Tàu làm việc. Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Thành làm việc trên tàu cá BV5476TS do anh Võ Văn Định, sinh năm 1978, làm tài công. Sau khi xuất bến, cách bờ biển Long Hải 5 hải lý thì xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Cường, là em trai của Thành, và Nguyễn Thành Chiến, sinh năm 1972. Chiến cầm dao lao đến đâm Cường một nhát vào bả vai. Thấy em mình bị đánh, Thành lấy một con dao ra đâm Chiến một nhát vào lưng. Cường và Thành tiếp tục đuổi đánh. Chiến nhảy xuống biển và kêu cứu. Tuy nhiên, lúc này Thành cầm dao khống chế ba người còn lại trên tàu, không cho cứu, đồng thời yêu cầu nhổ neo, nổ máy tàu đi vào bờ, để mặc anh Chiến chết đuối trên biển. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre, sau đó di chuyển đến thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm nghề đi biển. Quá trình trốn truy nã, đối tượng thay đổi họ tên thành Cao Văn Hiên. Sau quá trình xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Sông Đốc, Cà Mau tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Thành sau 16 năm lẩn trốn. Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng công an đã tăng cường các giải pháp đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh nói chung và tại địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng, hoạt động của các loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Điển hình là vào rạng sáng ngày 3 tháng 10, tại thành phố Vũng Tàu, kẻ gian đã cắt phá trụ ATM của ngân hàng để trộm tài sản. Mặc dù đối tượng chưa chiếm đoạt được số tiền trong máy ATM, nhưng hành vi của đối tượng đã làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời gây hoang mang cho người dân. Với quyết tâm đưa thủ phạm ra xử lý trước pháp luật, sau 4 ngày tập trung lực lượng điều tra, Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt giữ thủ phạm gây án. Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu là nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng đã cắt phá trụ ATM của ngân hàng này để trộm cắp tài sản. Theo camera an ninh ghi lại, thì vụ việc xảy ra lúc 1 giờ 50 phút ngày 3 tháng 10. Mặc dù tại cơ sở này được bố trí lực lượng bảo vệ và lắp đặt nhiều camera giám sát, thiết bị phòng chống trộm, chuông báo động, nhưng khi đối tượng đến gây án, toàn bộ thiết bị này bị vô hiệu hóa. Đến khoảng 7 giờ sáng, nhân viên ngân hàng mới phát hiện vụ việc. Sáng ngày 3 tháng 10 tầm khoảng 7 giờ sáng, thì tôi có nhận được cái thông tin từ phía phòng quản lý nội bộ là cái ATM của phòng có dấu hiệu bị xâm nhập. Thế thì tôi cũng có chạy lên trên phòng thì phát hiện phía đằng sau cái ATM là bị mở và bị cắt theo cái vết hàn gió đá là một cái khoảng 10 đến 15 cm. ATM thì phía trong là bị cháy rồi và ngắt điện hoàn toàn. Thời điểm máy ATM này bị phá, bên trong có gần 1 tỷ đồng, nhưng đối tượng chưa chiếm đoạt được số tiền này. Xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và lo lắng trong nhân dân. Lãnh đạo Công an thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm.
Mặc dù là hậu quả chưa xảy ra, các đối tượng phạm tội chưa lấy được tiền trong các cái trụ ATM này, nhưng gây hoang mang cho quần chúng nhân dân và các cái ngân hàng là chủ quản các cái trụ ATM trên địa bàn thành phố. Thì với cái quyết tâm là truy bắt bằng được các cái nhóm đối tượng này và không để chúng tiếp tục lộng hành để thực hiện phạm tội tiếp, thì Công an thành phố Vũng Tàu đã tập trung lực lượng với tinh thần cao nhất và trách nhiệm chính cũng giao cho đội cảnh sát hình sự là cái đơn vị chủ công áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ và quy định của pháp luật để tập trung điều tra xác minh. Thì vào đêm ngày 7 tháng 10 năm 2020, thì đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Vũng Tàu kết hợp với một số công an các phường xã và đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã bắt được một nhóm đối tượng gồm hai đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp và đã chứng minh làm rõ được ba cái vụ trộm cắp ATM trên địa bàn thành phố. Danh tính hai đối tượng bị bắt là La Trí Nghĩa và Huỳnh Tấn Đạt, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu. Tiến hành khám xét nơi ở của La Trí Nghĩa trên đường Bắc Sơn, phường 11 thành phố Vũng Tàu, cơ quan điều tra đã thu giữ các dụng cụ mà Nghĩa và đồng bọn dùng để thực hiện hành vi phá trụ ATM của ngân hàng BIDV vào ngày 3 tháng 10. Trong đó có bình oxy, máy khò, xà cậy, búa, găng tay, một khẩu súng dạng rulo, nhiều viên đạn, chiếc xe máy hiệu SH, nhiều biển số xe máy, giấy chứng nhận đăng ký xe. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc xe máy hiệu SH là tang vật của vụ trộm tài sản xảy ra vào ngày 5 tháng 10 tại phường 8, thành phố Vũng Tàu. Làm việc với cơ quan công an, Nghĩa và Đạt khai nhận, chiều ngày 2 tháng 10, hai đối tượng này phát hiện trụ ATM của ngân hàng nằm ngay trước cửa. Chúng lên kế hoạch cắt phá máy rút tiền tự động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Nghĩa là người trực tiếp chuẩn bị công cụ và trực tiếp cắt phá trụ ATM, còn Đạt đứng bên ngoài cảnh giới. Rồi mới đi ra đằng sau trụ cây ATM, cắt ổ khóa, rồi cắt ổ khóa xong rồi mở cửa, đi vào trong, nó cắt, nó bắt đầu cắt mặt sau của cây ATM. Thì cắt thấy lâu, cắt cái lỗ vừa đủ mà cắt thấy lâu rồi trong thấy lo lắng, trong tâm lý hơi lo lắng, hơi hoảng sợ, hoảng, cho nên là nên về. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, trong các ngày 4 và 5 tháng 10, hai đối tượng này cùng nhau lấy trộm hai chiếc xe máy đắt tiền tại địa bàn thành phố Vũng Tàu. Bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an thành phố Vũng Tàu đã nhanh chóng điều tra làm rõ, triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản mang tính chuyên nghiệp này. Sáng nay khi mà nhận được tin là có bắt được đối tượng á, thì tôi cũng hết sức bất ngờ, thực sự rất là bất ngờ, bởi vì là cái thời gian nó rất là nhanh, không bao giờ nghĩ là có thể bắt được, trong khi mà thông qua hình ảnh camera là đối tượng che bịt kín hết mặt mũi chân tay, mặc áo dài và che hết biển số xe thì dùng biển số giả, nhưng mà với tinh thần trách nhiệm và cái thời gian với nghiệp vụ của các anh em thì mọi bên công an là xử lý rất là nhanh gọn. Cái việc bắt được đối tượng như thế này là bên phía ngân hàng là cũng yên tâm để mà có những cái hoạt động công tác. Tại vì trước đấy thì các anh em cũng rất là lo lắng, anh em trong phòng rất là lo lắng, nếu như mà đối tượng có thể là không xâm nhập được trên ATM là nó cũng có thể nó vào trong quầy nó xâm nhập và nó ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người cũng như cái hoạt động của đơn vị. Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đang tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Trong 10 ngày gần đây, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đã điều tra khám phá thành công 3 ổ nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản mang tính chuyên nghiệp. Hầu hết các đối tượng này đã từng có tiền án và đều nghiện ma túy. Do đó các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, liều lĩnh. Theo dự báo, những tháng cuối năm cũng là khoảng thời gian mà tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp. Cùng với công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an, cơ quan công an cảnh báo người dân, các cơ quan doanh nghiệp cần nâng cao ý thức phòng chống tội phạm.
Trong thời gian qua, đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an thành phố Vũng Tàu xây dựng nhiều cái kế hoạch công văn để mà trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhằm tăng cường và làm tốt cái công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khối cơ quan doanh nghiệp. Tuy nhiên thì thời gian gần đây đã xảy ra một số cái vụ là đối tượng đột nhập vào trung tâm giáo dục, rồi trường học, rồi thì đập phá các cái cây ATM đặt tại các trong cái khu vực của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thế thì điều này đặt ra một cái lời cảnh báo cho các cái cơ quan doanh nghiệp trường học về cái công tác bảo vệ. Và cũng chính vì như vậy mà trong thời gian tới thì thực hiện cái chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an thành phố thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp với lực lượng công an phường, xã để mà làm tốt cái công tác bảo đảm an ninh trật tự cái cơ quan doanh nghiệp. Nhưng mà trong đó thì phải nêu cao cái vai trò chủ động của các cơ quan doanh nghiệp trường học trong cái vấn đề là xây dựng cái lực lượng bảo vệ, làm sao là anh phải trực 24/24 giờ và có cái biện pháp là ứng trực thường xuyên tại cái địa điểm mà mình để tài sản để tránh cái tình trạng là bị kẻ gian đột nhập trộm cắp cũng như là đập phá cái cây ATM như trong cái thời gian vừa qua đã xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Mặc dù được bố trí lực lượng bảo vệ nhưng thời gian qua một số cơ quan doanh nghiệp trường học vẫn bị đối tượng trộm đột nhập phá hoại trộm cắp tài sản. Điều này cho thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự tại đây vẫn còn nhiều sơ hở, vô tình tạo điều kiện để thủ phạm có cơ hội gây án. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.